Kính thưa quý vị và anh chị em, hôm nay Quang Hải xin chia sẻ đến quý vị và anh chị em về một hiện tượng của một bức tranh chảy dầu. Bức tranh đó là hình ảnh của Đức Mẹ Maria và Chúa Giêsu. Có một lần, có một giáo dân đã thấy từ bức tranh chảy dầu ra, và kể từ đó cho đến bây giờ bức tranh vẫn luôn luôn chảy dầu. Đây là một hiện tượng lạ. Quang Hải xin gửi đến quý vị và anh chị em chúng ta xem qua. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.